Các bài tập các con không phải ghi lại các bước này nhá, làm luôn cho thầy bài 1. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức sau. Bài toán này thầy chỉ hỏi là quy đồng thôi. Câu A gồm hai cái. Bước đầu tiên này, phân tích mẫu thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung, đúng không? Câu A, cái mẫu đầu tiên có phân tích nhân tử nhóm x ra ngoài x trừ 3, được chưa? Giống hệt như quy đồng các phân số, mẫu thức chung là thể gọi là tạm thời gọi là bộ chung nhỏ nhất của các mẫu thức này, chia hết cho tất cả nhé, chung như này. Đầu tiên là phải có x trừ 3 trước, đúng không? Phải có 2 và phải có x.